Bữa qua ông chồng em ổng mới nói ước gì Tết dừng lại ở 29-30 thôi, nó chi vậy cha, trời đất ơi, dừng ngay cái ngày mà dọn nhà muốn thấy ông bà tổ tiên luôn à. Rồi nay mấy chị ngán thịt kho qua hầm được chưa, còn em là thôi lơ mấy bời. Bởi vậy cho nên bữa nay em chuyển qua em ăn mắm mấy chị ơi. Cái món này mà bà nào ăn được mắm là khoái dữ lắm luôn, em cam kết với mấy chị. Mấy chai này em không nói chắc mấy bà cũng biết cà pháo phải không, lựa chai non nó ngon hơn nha. Em không biết lựa cho nên là non già lộn xộn, mà thôi kệ đi, có là mừng rồi. Mà cũng đang thắc mắc nè, ủa anh ta đẹp vậy mà kêu cà pháo, có nổ gì đâu mà pháo ta. Thằng con em nó còn lộn với trứng cút đó mấy chị, nó cứ đòi nằng nặc mẹ cho con ăn cái trứng cút, tụi nó trứng cút cha mày chứ trứng cút. Phải đưa cho hắn ta cầm cắn thử rồi hắn ta mới tin là cái này không phải trứng cút mấy chị. Bởi gì trứng mà đòi không hơn dịch không à. Mấy chị có mua thì mua cà pháo nhiều nhiều một chút, tại em thấy cà pháo ăn ngon dữ lắm. Rồi mấy chị bỏ cái phần cuốn chẻ đâu rồi ngâm với nước muối cho nó ra bớt cái mủ nha. Xong cái mấy bà lặng lặng kiếm cho em cho đủ đủ, rồi kiếm không có thì mua đại đi. Trông cậy vô cái khứa đu đủ này để duy trì nồi giống là coi như xong luôn rồi. Trời ơi, không có được một hộp nữa. Mấy cái này em bày vẽ, em làm màu, em quay quay đó nha mấy chị. Còn mấy bà đốt cháy giai đoạn giùm em đi. Gọt vỏ xong cái mình rửa cho thiệt sạch. Rồi bây giờ mình đem vô mình cắt miếng vừa ăn nha. Cái này em cắt hơi dày rồi, một hồi em có cắt lại nhỏ hơn chút mà em quên quay. Chị nào mà mình ăn khổ qua được á thì mấy bà cắt bỏ vô giống em ha. Còn không có thì mình thay bằng dưa leo. Nhưng mà nếu cắt dưa leo á thì nhớ bỏ cái phần hộp nha. Còn cái cà pháo em ngâm nãy giờ nè, thấy nó ra mủ đen thui không? Mấy chị vớt ra rồi rửa thật sạch. Sau đó thì mình đổ ra rổ hay là ra mâm ra thia gì đó, miễn sao có chỗ đổ ra thôi. Rồi mình để cho nó ráo ráo nước nha mấy chị. Xong cái mấy bà kiếm cho em cái thau bự bự ha. Rồi cái mình cho hết tất cả những nguyên liệu mà mình có vào, trộn trộn cho nó đều lên ha. Rồi chỗ mấy bà có mắm cá mùng gà non giống em không? Hốt ngay cái hũ đó liền cho em. Trời ơi nó thơm. Cái mắm cá mùng gà non làm chua này nó cũng tựa tựa như mắm cá cơm vậy mấy chị, nhưng mà cái con nó to hơn một chút xíu. Nhưng mà trời ơi cái này nó ngon nhất nách mấy chị ơi. Em thấy nó vừa ăn rồi cho nên em không có đâm thêm tỏi ớt gì trơn á. Còn mấy chị mà kiểu thích cay hơn á thì giả thêm tỏi ớt nha. Sau đó thì mình xóc đều nó lên. Chỗ mấy chị mà không có cái mắm này như em á thì mình có thể thay bằng mắm cá cơm. Còn không á thì em thấy nhiều chỗ người ta làm bằng mắm nêm á. Nhưng mà trời được ơi mấy chị có cái mắm này mấy chị làm thử đi. Thiệt với mấy bà nhất cái nách nó kêu tặc 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 trộn cho đã đời thiên địa rồi mới chực nhớ là quên cho khổ qua vô. Trời đất ơi coi tức cái nách chưa, cho vô trộn đều lên luôn nha mấy chị. Xong rồi mấy chị kiếm cho em cái gì á, mấy chị đậy lại để cho nó thấm một chút xíu đi rồi mình mới ăn nha. Cái mắm này là em thấy vừa ăn rồi cho nên em không có giả thêm tỏi ớt nha. Còn mấy chị mua cái mắm mà nó chưa có vừa ăn á thì mình nhớ giả thêm tỏi ớt, cho thêm chanh với đường. Tôi nói thiệt với mấy bà, cái mắm này ăn không với cơm nguội là cũng hết cái nỗi cơm nữa. Rồi em mời mọi người nha. Trời ơi cái này mà có chén cơm kế bên nữa nha mấy bà, thiệt vậy thôi mà nuốt đúng miếng ực ực rồi. Ngon quá. Cái này thiệt chứ, ba chén cơm ăn cũng hết nữa. Ngon quá mấy chị ơi. Đợi gì nữa, mần đi liền cho em.